Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, cua luôn được xem là một loại hải sản bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng nhiều khoáng chất có lợi, cua là nguồn bổ sung các loại dưỡng chất tự nhiên và quý giá cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện trí nhớ. Ngoài ra thì hàm lượng protein trong thịt cua cũng giúp phục hồi tình trạng suy nhược cơ thể, rất tốt cho các trẻ nhỏ biếng ăn, người mới ốm dậy và những người bị suy dinh dưỡng. Người ta thường chế biến và kết hợp cua cùng với nhiều loại thực phẩm khác nhau để có thể thay đổi khẩu vị và mang lại những lợi ích khác nhau. Tuy nhiên thì không phải loại thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng với cua. Chính vì vậy, hãy tham khảo danh sách những loại thực phẩm không thể kết hợp cùng với cua trong video ngày hôm nay để có thể gia tăng lợi ích và không gây hại tới sức khỏe nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Sai lầm đại kỵ khi ăn cua, tuyệt đối tránh kẻo toi đời cả nhà. Thứ nhất, cua kỵ khoai tây và khoai lang. Khi ăn khoai tây hoặc khoai lang kèm với cua biển thì rất dễ kết sỏi trong cơ thể, gây bất lợi cho sức khỏe vô cùng, nhất là đối với người lớn tuổi. Thứ hai, cua không ăn kèm đồ lạnh. Bản thân cua có tính hàn cao, nếu ăn chung với các thực phẩm lạnh thì tính hàn càng tăng lên, rất dễ gây tiêu chảy và các bệnh cảm ho, đau dạ dày. Thứ ba, cua biển kỵ với cần tây. Một trong những thực phẩm tuyệt đối không kết hợp với cua biển đó chính là cần tây. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thụ protein của cơ thể, khiến cơ thể không hấp thụ được đầy đủ các dinh dưỡng cần thiết. Thứ tư, cua biển kỵ bí đỏ và kiwi. Nếu nói về những thực phẩm tuyệt đối không kết hợp với cua biển thì nhất định bạn phải né bí đỏ ra. Bí đỏ khi ăn kèm với cua biển sẽ gây ngộ độc rất cao. Thứ năm, cua kỵ mật ong. Nếu bạn dùng chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ gây kích ứng đường tiêu hóa, sẽ gây tiêu chảy, thậm chí là trúng độc, nên lưu ý khi nấu cua biển với mật ong. Thứ sáu, cua kỵ trái hồng. Tiết trời chuyển thu là thời điểm mà cua đồng béo nhất, cũng là mùa hồng chín. Nhiều gia đình thường sử dụng hồng làm món ăn tráng miệng sau khi ăn cơm. Điều này rất kỵ đối với những bữa ăn có cua làm thực phẩm, bởi như nước chè, chất tamin có trong hồng sẽ khiến các chất dinh dưỡng khó phân hủy. Kết hợp với protein tạo nên cặn, các chất rắn này lưu lại trong ruột gây lên men, thối rữa, tạo hiện tượng đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, hay nặng hơn đó là sỏi thận. Ngoài ra, quý vị cũng cần tránh những sai lầm sau khi ăn cua để bảo vệ sức khỏe gia đình. Thứ nhất, ăn cua chưa chín kỹ. Khi bạn ăn cua sống, gỏi như món mắm cua sống rất dễ gây sán lá gan cho lá phổi. Bởi các loại hải sản chưa được nấu chín dễ nhiễm ấu trùng sán lá phổi, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Đặc biệt là khi bạn ăn các loại cua chưa chín kỹ, còn dễ gây ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân, cua là nơi có nhiều sán lá phổi trưởng thành, do chúng ít đẻ trứng nên các bác sĩ khó phát hiện. Sán lá phổi sẽ ăn rỗng phổi, khiến phổi bị tổn thương, sốt, ho ra máu. Thứ hai, người dị ứng hải sản. Nếu bạn là những người dễ bị dị ứng hải sản thì không nên ăn cua ghẹ. Khi bạn ăn cua ghẹ sống ở khu vực nước bị ảnh hưởng bởi hoạt động canh tác nông nghiệp, thường tích tụ thuốc trừ sâu, dễ gây ngộ độc cho bạn. Ngoài ra, trong thịt cua ở những khu vực nước bị ô nhiễm, các nhà khoa học thấy rất nhiều hai loại độc tố dioxin có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn thương gan và tăng nguy cơ ung thư cho bạn. Thứ ba, người mắc bệnh gút và viêm khớp. Hải sản, cua, ghẹ là thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều canxi, sắt và chất khoáng. Thế nhưng nó không thích hợp với người bệnh bị gút, viêm khớp, bởi cua ghẹ dễ làm tăng mức axit uric có trong máu và lắng đọng các thể putin ở khớp. Khi bạn ăn quá nhiều cua và ghẹ sẽ gây đau đớn, nhức buốt, khó chịu. Thứ tư, phụ nữ mang thai thì không ăn nhiều. Cua ghẹ nhiều canxi, nhưng với phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú thì không nên hạn chế ăn cua, ghẹ mà mỗi tuần chỉ nên ăn 1 đến 2 lần, mỗi lần dưới 100g. Nguyên nhân là trong thành phần dinh dưỡng của cua ghẹ chứa nhiều chất béo, lipid, dễ gây đầy bụng, khó tiêu và chướng bụng. Thứ năm, người đang bị ho hen suyễn. Nếu bạn đang mắc bệnh ho, khó thở hay bị bệnh hen suyễn thì cũng không nên ăn hải sản và cua ghẹ. Nguyên nhân, trong hải sản thường có chất tanh khiến cho bệnh tình của bạn thêm nặng hơn, cảm giác khó thở, cơn ho tăng lên khiến bạn mệt mỏi và khó chịu. Quý vị thân mến, vào ngày hè nóng bức, phần lớn trong các bữa ăn của gia đình Việt không thể thiếu món canh cua nấu rau mồng tơi, canh cua nấu rau tập tàng, canh cua nấu hoa thiên lý, ăn cùng với cả muối. Cua đồng có thành phần dinh dưỡng vô cùng phong phú, thậm chí có thể ngăn ngừa một số bệnh tật ở con người. Tuy nhiên, nếu nấu cua đồng sai cách thì từ lợi sẽ biến thành hại. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Sai lầm thứ nhất, nấu cua đã chết. Ở những thành phố lớn, thật khó để tìm được mẻ cua đồng tươi ngon mới bắt. Vậy nên, rất nhiều bà nội trợ thường mua cua xay sẵn ngoài chợ, rồi về lọc và nấu.
Tuy nhiên, cách làm này lại chứa nhiều hiểm họa không lường mà nhiều người không ngờ tới. Bởi vì khi làm cua, nhiều người bán hàng đã tiếc rẻ nên không loại bỏ những con cua chết. Trong cua chết có chứa thành phần hóa học mang tên histidine, có thể gây độc khiến người ăn bị đau bụng, nôn mửa, thậm chí là bị ngộ độc nghiêm trọng. Cua càng chết lâu, lượng histidine càng nhiều, càng dễ ngộ độc hơn. Bạn nên tự tay chọn cua đồng còn sống và chọn những con cua cái mới ngon vì cua cái sẽ chắc thịt hơn cua đực. Cua ngon là cua cái to khoảng ngón chân cái, khi làm phải bẻ hết dưới bụng của chúng. Bạn không được chọn con cua cái đang đẻ và con cua quá non vì cua non nước sẽ bị hôi. Sai lầm thứ hai, ăn cua vẫn còn sống. Những người ở nông thôn thường có thói quen ăn uống xuề xòa hơn, vậy nên người dân có thói quen ăn gỏi cua sống. Thế nhưng thực ra điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh trùng phổi. Nang trùng là loại trùng hút máu ký sinh trong phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu mà còn có thể xâm nhập lên não, dẫn tới co giật, thậm chí là gây bại liệt. Nếu nó xâm nhập vào các khí quan như mắt, thận, gan, tim, tủy sống còn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Một nguyên tắc cần tuyệt đối tuân thủ là phải nấu kỹ cua đồng trước khi ăn. Sai lầm thứ ba, ăn đi ăn lại cua nhiều lần. Các bà nội trợ cần lưu ý khi chế biến cua đồng nên chế biến đến đâu thì sử dụng hết đến đó. Bởi vì thịt cua có chứa rất nhiều chất đạm cũng như chất dinh dưỡng khác nhau, sau khi tiếp xúc với môi trường sẽ dễ bị các vi khuẩn có hại làm hỏng, gây ôi thiêu. Trong tiết trời mùa hè hay đang chuyển mùa, việc nấu cua lại không những làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn có thể khiến thịt cua bị biến chất, gây độc. Sai lầm thứ tư, ăn cua chung với trà và quả hồng. Cua rất giàu protein, còn trong nước trà và quả hồng thì lại chứa tannin. Tannin có thể kết hợp với protein trong cua, gây kết tủa, tạo ra các triệu chứng lợm giọng, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Chú ý, trong và sau khi ăn canh cua khoảng 1 tiếng, bạn không nên uống nước trà. Vì khi vào cơ thể, trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí còn dẫn đến đau bụng và đi ngoài. Hồng và canh cua thì không nên ăn cùng nhau vì chất tannin và các thành phần có trong quả hồng có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại. Chất rắn đó lâu dần sẽ lưu lại trong ruột và lên men, thối rữa, có thể gây buồn nôn, đau bụng và đi ngoài. Nặng hơn, những chất đó còn có thể biến thành kết sỏi, rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Tuy có nhiều lưu ý là vậy, thế nhưng nếu sử dụng đúng cách, cua vẫn là thực phẩm vàng dành cho sức khỏe. Cụ thể, những lợi ích mà cua đem lại là gì? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, thúc đẩy giảm cân. Thịt cua có hàm lượng calo cực kỳ thấp và chỉ chứa khoảng 1,5g chất béo trong 100g. Phần còn lại của lượng calo đến từ protein. Điều này làm cho thịt cua là một trong những lựa chọn mà là món ăn hải sản hoàn hảo cho những người thừa cân, béo phì hoặc cho những người đang cố gắng giữ dáng. Thứ hai, cải thiện thị lực của bạn. Cua là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, có vai trò cải thiện thị lực của bạn. Vitamin A chứa các hợp chất hữu cơ như retinol, retina, carotin, góp phần vào sức khỏe của mắt bằng cách đóng một vai trò quan trọng trong chu kỳ thị giác, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Thứ ba, ngăn chặn tổn thương tế bào. Selen là một trong những khoáng chất thiết yếu được tìm thấy rất nhiều trong thịt cua, giúp ngăn ngừa các tế bào và mô từ những thiệt hại tiềm năng gây ra bởi các gốc tự do. Selen cũng hoạt động bằng cách đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động đúng của hormone tuyến giáp bằng cách bảo vệ các tuyến giáp chống lại tổn thương oxy hóa, do đó giúp sản xuất các hormone tuyến giáp. Thứ tư, tăng cường sức khỏe tim mạch. Thịt cua là nguồn cung cấp axit béo omega 3, selen và đồng giúp giảm cholesterol xấu. Cholesterol xấu làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Trong khi bệnh nhân tim mạch có rất ít lựa chọn thực phẩm do vô số món ăn chứa nhiều cholesterol và calo. Thịt cua có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho họ do sự hiện diện của các chất dinh dưỡng tuyệt vời này. Thịt cua cũng chứa chất béo bão hòa. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng cua chứa chất sterol, ức chế sự hấp thu cholesterol và làm tăng sự bài tiết cholesterol trong phân. Thứ năm, tăng cường hệ miễn dịch. Nếu hệ miễn dịch của bạn yếu, nó sẽ mở đường cho các mầm bệnh gây nên nhiều loại bệnh tật nguy hiểm khác nhau. Vì vậy, để tăng cường hệ thống miễn dịch, bạn nên ăn thịt cua. Sự hiện diện của selen có trong thịt cua ngăn ngừa các gốc tự do khỏi tấn công hệ thống miễn dịch, do đó giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Thứ sáu, cải thiện sức khỏe tinh thần. Thịt cua rất giàu protein, kẽm và axit béo omega 3, có khả năng cải thiện khả năng nhận thức và tập trung. Nó cũng giúp tăng cường myelin, một chất béo giàu lipid hình thành trong hệ thống thần kinh trung ương và bảo vệ hệ thần kinh, đồng thời cũng làm giảm mảng bám và viêm ở các đường dây thần kinh.
Thứ 7, duy trì sức khỏe da, mắt và hệ thần kinh. Riboflavin, hay còn được gọi là vitamin B2, được yêu cầu để sản xuất các phân tử chất béo, các tế bào hồng cầu và duy trì da, mắt và hệ thần kinh. Riboflavin giúp hấp thu sắt trong đường tiêu hóa và phân hủy protein, chất béo và carbon hydrate để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thứ 8, giúp phục hồi vết thương nhanh hơn. Vết thương mất rất nhiều thời gian để chữa lành và thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi. Cua có thể giúp chữa lành vết thương nhanh hơn vì chúng chứa kẽm, vitamin B12 và chất vitamin C, khi tiêu thụ sẽ sản xuất hồng cầu, sẽ giúp xây dựng các mô mới. Thứ 9, ổn định mức insulin. Cua rất giàu chrome được cho là làm giảm lượng đường trong máu, mức insulin và ổn định mức insulin trong bệnh tiểu đường loại 2. Vì vậy, nếu bị tiểu đường, bạn có thể ăn thịt cua mà không lo lắng nhiều về các phản ứng. Lưu ý, một số người bị dị ứng với động vật có vỏ. Động vật có vỏ có thể gây đau bụng, ngứa gian trong miệng, sưng mặt, môi, lưỡi, ngón tay hoặc bàn tay. Tránh ăn cua hoàn toàn nếu bạn bị dị ứng. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.